Hai, Linh ẩm thực xin chào đến tất cả mọi người nha. Đố các bạn thì mình đang ở đâu nè. Nè, đó, mời các bạn xem nha. Đó, các bạn thấy không? Mình đang ở ngoài nghĩa địa nha mọi người. Và cái nghĩa địa này đó, nó ở Bến Tre. Tại vì hổm rày á, mình nghe ở Bến Tre có một cái nghĩa địa những người ta ở gần đó đó. 12 giờ đêm, người ta nghe một cái tiếng khóc than của một người phụ nữ. Và có nhiều người ta đi soi ếch đó mọi người. Ngoài đây nè, người ta đi soi ngoài đây nè. Ta thấy có một cái bóng trắng với cái đầu tóc rủ rượi xả xuống, bay lơ lửng ở trên không trung. Mình nghe vậy á, cho nên á, hôm nay á, mình về Bến Tre. Và tối đêm nay, một mình sẽ đi khám phá ở khu nghĩa địa này, để xem coi cái lời đồn nó có thật hay không nha mọi người. Nè, mọi người thấy này là gì không? Đây, đây là ba cái cây bùa. Bây giờ mình sẽ cắm ba cái cọc bùa này nè, ở ba cái góc trong cái nghĩa địa này. Mình sẽ cắm ở đây một cọc, xong rồi mình sẽ cắm góc ở bên kia một cọc, và mình sẽ cắm ở góc ở bên đây một cọc. Mình cắm cái cọc bùa này á, với mục đích á, là mình sẽ bẫy cái con quỷ hay con ma đó. Nếu nó lỡ đi ngang hoặc nó đi gần cái lá bùa này á, thì cái lá bùa này nó sẽ giam chân nó lại được nha mọi người. Nghĩa là sẽ cầm chân lại được á mọi người. Thì bây giờ là ban ngày. Mình quay ban ngày bởi vì á, mình sẽ quay cho các bạn xem cái nghĩa địa này nó rộng lớn đến bao nhiêu nha mọi người. Nè mọi người thấy không? Nó rất là rộng luôn á. Nó siêu rộng luôn mọi người. Tối nay á, mình sẽ một mình sẽ cầm cái đèn pin để mình đi vòng vòng ở nghĩa địa này, để mình xem coi có con ma nó bay lên lửng như mà người ta kể hay không nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi cắm những cái cọc này nha mọi người. Đây, những cọc bùa như thế này nè. Bây giờ thì mình sẽ cắm một cọc ở gần ở đây nha mọi người. Ngay đây nè, ngay đây đi. Bên này như có người mới mất á mọi người ơi. Nè, người ta đang làm mộ nè. Bây giờ mình sẽ cắm ở đây một cọc nha. Đó. Mình sẽ cắm cọc đây, ở đây một lá bùa. Rồi mình sẽ đi ra góc bên kia, mình cắm thêm một lá nữa nha mọi người. Ban ngày đi ngoài đây thì không sao, rất là bình thường. Nhưng mà ban đêm đi thì nó hơi phiêu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ cắm ở đây một cọc nữa nha mọi người. Cái nghĩa địa này nó rất là to luôn á mọi người ơi. Rồi, dính chưa? Cứng nha. Cứng rồi. Đây. Ở đây một cọc nữa. Đó, cái mộ xanh xanh ở bên kia có một cái mộ là mình mới cắm bên kia một cọc nữa. Bây giờ mình sẽ cắm ở góc ở bên kia, tút bên kia một cọc nữa nha mọi người. Nghe nào mọi người. Mình quay ban ngày cho mọi người xem nghĩa địa nó rộng, rất là rộng luôn mọi người. Xung quanh toàn là mộ thôi. Siêu to khổng lồ luôn mọi người. Kìa quá các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi qua bên kia đi nha. Rồi, mình sẽ cắm ở đây. Ở đây nha mọi người. Rồi, ở đây một lá bùa. Ở bên đó một lá bùa. Và ở góc bên kia một lá bùa. Thì tối nay vào đúng 12 giờ đêm, mình sẽ cầm đèn pin và một cái điện thoại. Mình sẽ đi qua đây khám phá xem coi có ma hay quỷ gì nó bay lơ lửng hay không nha mọi người. Bây giờ thì mọi người hãy đợi tới 12 giờ đêm với mình nha. A few moments later. Bây giờ là 23 giờ 59 phút rồi nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi vòng vòng ở cái nghĩa địa này nè, để mình xem coi có cái lời đồn là một cái bóng ma nào đó nó bay lơ lửng ở trên không trung hay không nha mọi người. Bây giờ thì mình đang ở ngoài nghĩa địa nha mọi người. Hôm nay mình quay bằng cái điện thoại, cho nên nó sẽ không có sáng và không có rõ lắm bằng cái máy quay nha mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi thu thập những cái lá bùa mà mình đã gắn hồi chiều nha mọi người. Để bật lại, bật đèn này đi nha. Đây mọi người, nó hơi mờ luôn các bạn ơi. Rồi, để mình quay về đi. Hồi chiều mình có cắm ba cái lá bùa ở ba cái góc của nghĩa trang nè, các bạn thấy không? Mình sẽ hạn chế quay những ngôi mộ nha mọi người, bởi vì đây là một cái nghĩa trang rất là rộng lớn luôn. Nhưng mà cái nghĩa trang này nó khá là cũ, toàn là mộ đất thôi. Mộ xi măng cũng có nhưng mà rất ít luôn mọi người. Bây giờ thì mình nè các bạn,
Đây là một cái lá bùa đầu tiên nè mọi người. Đây, một cái lá bùa đầu tiên nha. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái lá bùa thứ hai là tỏi tút với góc bên kia các bạn. Đó, hồi chiều mình gắn ba góc nè, các bạn thấy ghê không? Không thấy được gì trời. Nè, mọi người thấy ghê không? Bây giờ mình sẽ đi tiếp nha mọi người. Bởi vì có mấy bác á, đi soi ớt á, bác kể lại với mình á, là bác nghe cái tiếng khóc của một người nào đó kèm với á, có một cái bóng trắng nó bay lơ lửng ở trên trời á mọi người. Đi đây một mình khá là phiêu luôn các bạn. Hôm nay mình không có đem theo bùa gì hết á. Mình có cắm ba cái cọc bùa trừ quỷ. Bây giờ mình sẽ đi thu phục ba cái cọc bùa trừ quỷ nha mọi người. Ở đây như cái này là người ta hút cốt rồi nha mọi người. Cái hố nước này nè. Còn ở đây hình như ở bên đây có cái mộ. Có cái mộ mới cất nha mọi người. Ta đang làm gạch nha mọi người. Ghê quá, ghê quá. Cái gì đây? Sao như đây có cái lu ta? À cái lu này chắc người ta đang làm mộ á mọi người. Ta trộn xi măng á. Rồi nè mọi người. Mình tới cái cọc bùa thứ hai này nè. Đây đây. Đây là cọc bùa thứ hai nha. Đây, cọc thứ hai mọi người. Hai cọc rồi. Còn một cọc nữa. Nó ở góc ở bên kia mọi người. Nó ở tút bên kia á, tút bên trong, tút bên kia luôn á. Hồi hộp quá các bạn ơi. Mình mới nghe tiếng. Giống như ai đang ai kêu á mọi người. Trời ơi, ghê quá vậy. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái lá bùa thứ ba nha mọi người. Hình như mình không biết có lãng tai không nữa. Mình nghe rõ ràng là có tiếng ai á mọi người. Tối quá mình không thể nào quay rõ cho mọi người xem được. Quá là tối luôn á các bạn. À quên, mình bật đèn led lên mới được. Mọi người đợi mình xíu nha. Rồi nè mọi người, nó sáng sáng hơn xíu rồi nè. Nãy giờ quên trận tức ghê á. Hồi nãy mình nghe cái gì vậy? Hồi quá cái bào, hết hồn. Hú hồn quá vía. Hồi nãy mình rèn nghe có tiếng ai kêu hay sao á. Bây giờ 12 giờ đâu có ai ngoài đây đâu mà kêu ta. Cái nghĩa địa này rất là rộng luôn mọi người. Siêu rộng luôn á. Nè, có mấy con mộ cổ nữa nè mọi người. Mình cầm thì bằng tay nó hơi lắc nha mọi người. Ê, cái gì vậy? Cái gì đụng mới đụng chân mình vậy? Cái gì đụng chân mình lạnh lạnh mọi người? Hình như là con nhái hay con ếch gì á. Cái là bùa thứ ba nè mọi người. Vậy là không có con ma quỷ nào hết. Hay là có thể là nó không có đi ngang hoặc đi gần cái lá bùa này hay sao á, cho nên nó không có bị gì hết á. Nè mọi người, cái nghĩa địa nó rất là lớn luôn. Siêu rộng lớn luôn mọi người. Thật nhiên lá bùa này cháy rồi mọi người ơi. Mình nghe. Mình mới nghe tiếng khóc. Ghê quá vậy. Mình mới nghe tiếng khóc các bạn ơi. Cái đầu quần nó vừa cháy. Mình mới nghe tiếng khóc ở đâu hướng bên đây nè. Sao cái đầu quần mình nó cháy rồi các bạn. Cái hũ gì ta. Đó, cái hũ gì các bạn. Mình mới nghe cái tiếng hóc đâu mình bên đây nè. Nó phát ra ở bên đây nè mọi người. Bên đây nè. Ủa mà sao lá bùa ở đây nó cháy ta. Cái tiếng hóc phát ra bên đây mà. Mà lá bùa này nó cháy. Chạy chạy. Chạy các bạn ơi, mình thấy cái gì bông trắng.
bóng trắng bên kia các bạn ơi, không phải là bóng trắng nữa, một cái đầu tóc. Giờ mình đang trốn ở đây mọi người, ngoài đây cũng là nghĩa địa mọi người ơi, một không à, nè, những con mồi rất là cao to luôn. Mình chạy xa rồi, không biết là cái đầu tóc nó có dí theo mình hay không nữa. Thôi, mình không quay phim nữa đâu nha mọi người. Bây giờ mình tắt đèn mình đi về nha mọi người ơi. Chào tạm biệt các bạn nha.